Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. 3 loại rau trường thọ tốt hơn cả nhân sâm, biết để ăn sớm, 10 bệnh khỏi ngay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, ai cũng biết rằng rau xanh thì không thể thay thế hoàn toàn được cho thịt cá. Tuy nhiên, rau xanh là thực phẩm tuyệt vời dành cho sức khỏe. Các chuyên gia đông y cho rằng có 3 loại rau được mệnh danh là rau trường thọ, là nữ hoàng, phòng chống ung thư và ngăn ngừa sự hình thành của một số căn bệnh nguy hiểm như là bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, các bệnh sưng viêm và phòng chống lão hóa. Đặc biệt là 3 loại rau này ở Việt Nam thì lại rất là nhiều và thậm chí là nó còn mọc hoang dại, nhưng rất tiếc là chúng không được ai đói hoài đến. Tuy nhiên khi ra nước ngoài thì chúng trở thành hàng quý hiếm và được giao bán với giá hết sức đắt đỏ, thậm chí là có thể lên đến hàng triệu đồng 1 kg. Trong video của ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng Khỏe Đẹp Online tìm hiểu những tác dụng của 3 loại rau này đối với sức khỏe và đặc biệt là cách sử dụng những loại rau này như thế nào trong việc phòng chống và điều trị ung thư, và bạn cũng có thể lưu lại để sử dụng khi cần thiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết. Thứ hai, rau khoai lang hay còn gọi là rau lang là thứ rau dân dã mà trước đây chỉ dành cho người nghèo. Thông thường người dân dùng khoai lang để thu hoạch củ, và trước đây người ta vẫn nghĩ rau khoai lang là loại rau xanh rẻ tiền không có giá trị dinh dưỡng. Ngày nay người ta đã phát hiện ra rằng thứ rau này rất ngon và có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Ở một số nước châu Âu, tại Hồng Kông, Nhật Bản, rau khoai lang không còn là loại rau dân dã nữa mà đã trở thành một loại thực phẩm cao cấp có mặt trong những nhà hàng sang trọng. Sở dĩ có được vị trí như vậy bởi vì người ta phát hiện ra rằng rau khoai lang là một loại thực phẩm bổ dưỡng hơn rất nhiều so với những gì người ta đã nghĩ về nó. Trong y học cổ truyền, rau khoai lang đã được coi là một loại vị thuốc với nhiều tên gọi khác nhau như cam thử, phiên chử, là một loại rau có tính bình, vị ngọt, ích khí hư. Rau khoai lang không độc, tư thận âm, chữa tỳ hư, tác dụng bồi bổ sức khỏe, thanh cam, lợi mật, giúp tăng cường thị lực, chữa bệnh vàng da, phụ nữ kinh nguyệt không đều, nam giới di tinh. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng dinh dưỡng trong rau khoai lang còn tốt hơn trong củ khoai lang rất nhiều. Ví dụ như vitamin 6 có trong lá khoai lang cao gấp 3 lần trong củ khoai lang, vitamin C cao gấp 5 lần và riboflavin cao gấp 10 lần. Để làm một phương pháp so sánh với dinh dưỡng trong lá khoai lang tương đương với loại rau siêu thực phẩm là rau chân vịt, nhưng lượng axit oxalic trong rau khoai lang ít hơn rất nhiều so với rau chân vịt, vì thế nguy cơ gây bệnh sỏi thận của rau khoai lang cũng ít hơn. Thế nhưng loại rau cực tốt và tưởng chừng như rất lành này cũng có những đại kỵ bạn cần biết khi ăn để tránh gây hại cho sức khỏe. Mời các bạn cùng Khỏe Đẹp Online theo dõi video rau lang cực tốt và cực độc, biết mà tránh khi ăn kẻo rước họa vào thân. Trước hết chúng ta cùng tham khảo những tác dụng tuyệt vời của rau khoai lang đối với sức khỏe. Thứ nhất, phòng chống bệnh tim mạch, đột quỵ. Các nhà khoa học đã phát hiện chất lutein và zeaxanthin có trong rau lang rất có ích. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Bằng chứng từ thực nghiệm cho thấy lutein từ dinh dưỡng rau lang đã làm giảm lượng cholesterol xấu trong thành mạch vành một cách rõ rệt. Thứ hai, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Lá rau khoai lang có đặc tính giảm đường huyết, nên dùng rau không dùng củ vì củ khoai lang chứa nhiều tinh bột. Đọt rau lang đỏ có chứa một chất gần giống như insulin, ở lá già không có chất này. Vì thế người bị bệnh tiểu đường có thể dùng đọt lá rau khoai lang non để ăn. Thứ ba, chữa viêm khớp, thấp khớp. Trong rau khoai lang có chứa chất beta-cryptoxanthin, đây là chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mãn tính như thấp khớp, viêm khớp và có tác dụng tăng cường độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Những người bị bệnh đau xương khớp có thể sử dụng ăn rau khoai lang để chữa trị bệnh một cách hiệu quả và an toàn. Thứ tư, trị chứng thận hư, đau lưng mỏi gối. Củ và rau khoai lang là vị thuốc phòng chữa thận âm hư đã được dùng từ lâu đời trong dân gian, có nơi còn gọi là sâm nam. Với công dụng này, bạn dùng lá khoai lang tươi non sắc cùng với mai rùa, sắc kỹ lấy nước uống trong thời gian ngắn sẽ thấy hiệu quả. Thứ năm, chống béo phì, giảm cân hiệu quả. Rau khoai lang có nhiều chất xơ nên khi ăn vào sẽ tạo cảm giác no lâu. Khi ăn rau khoai lang sẽ giúp bạn quên đi cảm giác đói. Những người trong thời gian ăn kiêng giảm cân có thể ăn rau khoai lang luộc cùng với cơm, cháo cũng sẽ có tác dụng giảm cân hiệu quả. Thứ sáu, chống lại sự oxy hóa trong cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione, một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Thứ 7. Phòng ngừa bệnh táo bón. Không chỉ ăn củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Rau khoai lang có vị ngọt, mát, lá rau lang còn có chứa chất nhựa tẩy khoảng 1,95 đến 1,97% nên có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa bệnh táo bón. Thứ 8. Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt. Khoai lang có tính bình và mát, các bà nội trợ nên bổ sung thêm rau khoai lang vào thực đơn của gia đình mình, nhất là vào những ngày hè nắng nóng. Nó giúp thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể rất tốt, đặc biệt với những người đang bị nhiệt hoặc nóng trong. Để trị mụn nhọt, dùng lá khoai lang non, đậu xanh, thêm một chút muối và giã nhuyễn, bọc vào vải, đắp vào mụn sẽ hút được mủ nhọt. Thứ 9. Giúp da khỏe, sáng mắt. Theo các nhà khoa học, trong 100g lá rau khoai lang có chứa 11mg vitamin C. Đây là chất giúp tạo ra collagen, giúp cho làn da luôn tươi trẻ, săn chắc và đầy sức sống. Không chỉ vậy, thành phần beta-carotene, lutein và zeaxanthin có trong loại rau này còn giúp chúng ta duy trì đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Lutein và zeaxanthin là các dưỡng chất phân bổ rộng rãi trong các mô tế bào thần kinh mắt. Chúng còn tập trung ở khu điểm vàng của võng mạc. Chúng làm nhiệm vụ lọc ánh sáng xanh có hại cho mắt, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa ở các cơ thần kinh mắt. Do đó, rau khoai lang còn có công dụng diệu kỳ trong việc phòng ngừa đục thủy tinh thể có liên quan đến tuổi tác. Thứ 10. Trị buồn nôn, ốm nghén. Trong rau khoai lang có chứa nhiều vitamin B6 có tác dụng làm giảm buồn nôn đối với phụ nữ mang thai trong thời kỳ đầu, thường bị ốm nghén hoặc hay bị nôn ọe, ăn uống không ngon hoặc chán ăn. Sau tầm bóp, bạn đã nghe đến cây tầm bóp bao giờ chưa? Tầm bóp vốn là một loại cây mọc dại lan khắp ở các ruộng lúa, ở nông thôn và ở trong vườn nhà. Nhưng trên thế giới nó lại trở thành hàng hiếm và trở thành thứ hàng được săn lùng và có giá đắt, và thậm chí là nhiều khi còn cháy hàng. Tầm bóp được tôn sùng như vậy bởi có nhiều tác dụng dược lý như phòng chống ung thư, chống u biếu, hạ huyết áp, hạ đường huyết, chữa bệnh gan, hỗ trợ và điều trị bệnh gút, điều trị tiểu đường, ngăn ngừa sỏi thận. Trong Đông y, rau tầm bóp được ví như một cây thuốc nam quý, mang lại rất nhiều công dụng cho người sử dụng. Rau tầm bóp có tính mát, không độc, có vị hơi ngăm ngăm đắng. Tác dụng của cây tầm bóp là thanh nhiệt cơ thể, tán sỏi, tiêu sưng, tiêu đàm, lợi tiểu. Chính vì những lợi ích này mà cây tầm bóp được rất nhiều người lựa chọn và sử dụng hàng ngày. Các nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng từng bộ phận của cây tầm bóp đều có công dụng khác nhau và có giá trị rất lớn cho y học. Trong cây tầm bóp có chứa thành phần và hoạt chất tốt như các alkaloid, các carbon hydrate, các chất xơ, chất béo, protein và các loại vitamin như vitamin A, vitamin C. Ngoài ra còn rất nhiều loại khoáng chất như magie, kẽm, sắt, phốt pho. Chúng ta cùng tìm hiểu những tác dụng của cây tầm bóp nhé. Thứ nhất, điều trị tiểu đường và phòng ngừa sỏi tiết niệu. Cây tầm bóp có chứa nhiều vitamin C nên khá hữu hiệu trong việc điều trị bệnh tiểu đường vì nó giúp tăng insulin trong máu. Ngoài ra, vitamin A có trong cây tầm bóp cũng giúp hình thành lượng canxi phosphate, góp phần ngăn ngừa sỏi tiết niệu. Để điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả, bạn hãy chuẩn bị khoảng từ 20 đến 30 g rễ tầm bóp tươi, một quả tim lợn và bột chu sa vừa phải. Cách làm: tiến hành rửa sạch các nguyên liệu, thái nhỏ và nấu chúng chung với nhau trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Sau đó chắt lấy nước uống một lần trong ngày, uống liên tục từ 5 đến 7 ngày để có hiệu quả tốt nhất. Thứ hai, phòng chống bệnh tim, giảm lượng cholesterol trong máu. Cây tầm bóp chứa một lượng lớn vitamin C giúp bạn tránh xa các gốc tự do có thể làm ảnh hưởng đến các mạch máu, từ đó giúp giảm thiểu các vấn đề về tim. Vitamin C và vitamin A có trong cây tầm bóp có thể làm giảm cholesterol ở trong máu, từ đó giúp bạn tránh được các bệnh liên quan đến hàm lượng cholesterol cao, ví dụ như bệnh đột quỵ. Cách làm: bạn có thể tiêu thụ những dưỡng chất kể trên bằng cách xay lá tầm bóp với nước, sau đó lọc lấy nước để uống như một loại nước ép bổ dưỡng. Hoặc bạn có thể xào lá tầm bóp với các loại hải sản, thịt lợn hay thịt bò, tùy thích. Thứ ba, cây tầm bóp điều trị ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C như cây tầm bóp có thể điều trị được nhiều căn bệnh như ung thư, trong đó có ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư ruột kết và ung thư miệng. Ngoài ra, một số hợp chất trong cây tầm bóp có thể giúp chống lại và tiêu diệt các tế bào ác tính phát triển trong cơ thể, thậm chí là làm nhỏ khối u ung thư. Bài thuốc 1, chuẩn bị 40g cây tầm bóp khô và kèm theo đó là 40g bách giải, tiến hành sắc nhỏ nấu cùng với 1,5 lít nước sạch đun sôi với lửa nhỏ, chờ còn lại 500ml nước thì tắt lửa, tiến hành chia nhỏ ra thành 2 đến 3 lần trong ngày để uống. Bài thuốc 2, cây tầm bóp có hoa, quả và lá khô 40g, nếu dùng tươi thì 100g, kèm theo bạch chuột 30g, mạch môn, huyết sâm, cát cánh, hoàng cầm mỗi nguyên liệu 10g và cam thảo 5g. Cách dùng: những nguyên liệu trên chúng ta tiến hành rửa sạch và thái nhỏ chúng ra, đun sôi với nước đến khi sắt lại còn 2 chén thì ngưng. Mỗi ngày dùng từ 2 đến 3 lần, tiến hành uống trong 20 ngày, sau đó dừng nghỉ uống trong 10 ngày trước khi dùng đợt 2 và đợt 3. 4. Giúp sáng mắt. Tiêu thụ một lượng cây tầm bóp có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu vitamin A trong ngày. Lượng vitamin này sẽ giúp ngăn ngừa khô mắt, giúp mắt bạn thích nghi tốt hơn với bóng tối và ánh sáng. Hơn nữa, nó còn giúp cho võng mạc của bạn khỏe mạnh, phòng ngừa đục thủy tinh thể. Thứ 5. Hỗ trợ và điều trị bệnh gút. Cây tầm bóp có chứa nhiều chất xơ, có các axit béo và alkaloid. Chúng có tác dụng hỗ trợ giảm đau, kháng viêm, ngoài ra còn tăng cường hấp thụ bớt các axit uric có trong máu và nước tiểu. Những tác dụng này rất tốt cho bệnh nhân bị bệnh gút. Thứ 6, cây tầm bóp chữa bệnh gan, các bệnh viêm da cơ địa, viêm da dị ứng, các bệnh về mụn nhọt, nổi mề đay. Loại cây này còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, đem lại cơ thể khỏe mạnh cho người sử dụng. Thứ 7, cây tầm bóp giúp điều trị cảm lạnh và giúp hạ sốt. Cảm lạnh và ho là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của bạn bắt đầu suy yếu. Vì vậy, để đảm bảo bạn không bị các triệu chứng trên, hãy tiêu thụ một lượng cây tầm bóp để cung cấp lượng vitamin C mỗi ngày. Ngoài ra, cây tầm bóp còn giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn và tăng khả năng chống nhiễm trùng cơ thể. Và đó, cây tầm bóp cũng giúp làm giảm sốt ở trẻ em. Thứ 8, ngăn ngừa tổn thương mô cơ. Vitamin C có trong cây tầm bóp giúp cơ thể ngăn ngừa đau nhức và tổn thương các mô cơ sau khi tập thể dục. Thứ 9, cây tầm bóp chữa viêm họng, thủy đậu, ho khan. Cây tầm bóp sau khi phơi khô dùng khoảng từ 20 đến 40g, nếu dùng cây tươi thì là 100g. Đun nước sôi và bỏ vào để nấu, chắt lấy nước để nguội dùng trong ngày, duy trì dùng thường xuyên đến khi đỡ bệnh thì được dừng. Thứ 3, rau đay. Còn một loại rau nữa được coi là thực phẩm vàng cho sức khỏe, đó là rau đay. Rau đay là một loại rau quen thuộc trong các bữa cơm của người Việt, không chỉ loại thực phẩm giá rẻ, dễ mua, dễ nấu, dễ ăn. Rau đay còn có nhiều dưỡng chất quý báu có lợi cho sức khỏe của con người. Theo nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong rau đay có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như canxi, phốt pho, sắt, kali, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, vitamin E. Đây là những loại vitamin và khoáng chất rất quan trọng cho sức khỏe của mỗi người. Còn theo Đông y, hạt rau đay có vị đắng, tính nóng, không độc và có tác dụng truyền máu, bổ tim, lợi tiểu, lợi sữa, tốt cho các bà mẹ đang cho con bú. Dưới đây là những công dụng hữu ích của cây rau đay. Thứ nhất, tốt cho tim mạch. Trong hạt rau đay có chứa nhiều olithorycin, chứa hoạt tính trợ tim cao, sức co cơ tim và giảm nhịp tim, gần giống như hoạt tính sinh học của trofantin, được y học dùng trong điều trị các bệnh về tim. Thứ hai, giúp nhuận tràng, trị táo bón. Rau đay là thực phẩm có nhiều chất nhớt. Chất nhớt này là một tổ hợp sinh học có tác dụng kích thích ruột vận động, đồng thời có tác dụng làm nhờn phân, giúp nhuận tràng và trị táo bón. Trong rau đay có nhiều polysaccharide, vì nhiều polysaccharide cho nên làm tăng lưu trình ruột, chống ứ đọng phân. Trong thành phần của rau đay lại có nhiều đường sucrose và inositol. Các đường này không hấp thụ mà lại giữ nước cho phân nở to nhưng lại rất mềm, hóa giải được táo bón. Thứ ba, thanh nhiệt giải độc. Rau đay vốn có nhiều nước, chứa nhiều chất nhầy, nhiều đường nên lợi ích cho việc giải nhiệt. Hơn nữa, tính hàn của rau đay giúp hóa giải mọi hiện tượng nóng trong, có tác dụng làm mát, tiêu khát, giải nhiệt và chữa say nắng. Đặc biệt, những người nóng trong cơ thể hay cảm thấy ngột ngạt, bức bối, khó chịu lại dễ bị các bệnh nhiệt miệng, loét mồm, chán ăn, khó ngủ. Khi ăn rau đay sẽ có tác dụng làm mát, giải nhiệt rất hiệu quả. Rau đay có hoạt chất vận động tim mạch nên có tác dụng làm tăng số lượng nước tiểu, lại có tác dụng khám viêm nên giải viêm nhiễm đường niệu, có tác dụng tiêu thủng nên nước tiểu sẽ dễ dàng đi ra ngoài. 4. Thực phẩm lợi sữa. Rau đay chứa nhiều nước nên có tác dụng làm tăng thể tích sữa, giúp lợi sữa, lại có nhiều chất nhầy nên sữa về nhiều hơn. Trên thực tế, nếu bà mẹ sau sinh ăn rau đay liên tiếp trong 4 tuần ngay sau khi sinh, sẽ thấy rõ lượng sữa ra trong tuần 3 và 4 nhiều hơn tuần 1, tuần 2. Nhưng nếu không ăn rau đay, lượng sữa tuần 3, tuần 4 vẫn về như mức độ kém hơn nhiều. Thế nữa, phân tích người ta thấy hàm lượng chất béo trong sữa của người mẹ ở tuần 3, tuần 4, người mẹ có ăn rau đay cao hơn người không ăn rau đay. Thứ năm, tốt cho phụ nữ đang cho con bú. Rau đay là một loại rau nhiều sắt nhất trong các loại rau. Trong 6 tháng đầu bà mẹ cho em bú hoàn toàn nên mỗi ngày cần khoảng 10 gram sắt. Trong 100 gram rau đay thường có 7 gram sắt, nên chỉ cần ăn khoảng từ 200 đến 300 gram rau đay có thể đủ sắt cho cả ngày cho mẹ và con. Các bà mẹ cho con bú nên chọn loại rau thân nhỏ, màu sẫm, đỏ, với nhiều sắt hơn là loại rau đay thân trắng. Thứ 6, tốt cho trẻ ở độ tuổi ăn dặm. Rau đay là thực phẩm rất giàu canxi. Trong 100 gram rau đay có chứa 182 mg canxi. Trẻ đang trong độ tuổi ăn dặm dễ phải đối mặt với nguy cơ còi xương vì thiếu canxi, nên trẻ cần nhiều dinh dưỡng và canxi để có thể phát triển hệ xương và răng. Vì thế, ăn rau đay rất tốt cho việc bổ sung canxi cho trẻ đang ở tuổi ăn dặm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy không cần phải là người giàu có, không cần phải ăn cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần phải tìm uống những loại thuốc trường sinh bất lão. Bạn vẫn có thể sống khỏe, sống lâu với lối sống giản dị và dễ thực hiện. Chỉ cần thường xuyên ăn 3 loại rau trường thọ trên đây sẽ giúp bạn có cuộc sống khỏe mạnh, sống thọ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát trên kênh Khỏe Đẹp Online. Nếu có những câu hỏi hoặc thắc mắc, các bạn có thể để lại ở phần comment phía dưới và chúng tôi sẽ sớm có phản hồi. Để không bỏ lỡ những kiến thức và thông tin mới về sức khỏe, quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phần phía dưới bên tay phải. Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ những thông tin hữu ích đến người thân và bạn bè của bạn bằng cách nhấn nút like hoặc nút share để giúp họ có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.